Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với quân cờ khi mã chốt đấu với lại mã song sĩ. Trong hình cờ này thì các bạn sẽ chứng kiến được những tính toán của bên đỏ cực kỳ sâu sắc để có thể chiến thắng được bên đen. Thông thường với hình cờ mà mã chốt đấu với mã song sĩ thì với thế cờ bình thường thì tất nhiên hình cờ sẽ đưa bên cờ hòa. Nhưng trong hình cờ này thì bên đen có một điểm bất lợi là mã đang nằm ở dưới đáy, không thể thoát ra lộ 6 bởi mã đỏ đã canh giữ. Chỉ còn một đường có thể phát triển lên trên, đó là mã 4 tấn 2. Thì bước đi đầu tiên rất là hay của bên đỏ, đó là bình chốt qua lộ 7. Thì mã đen lại tấn lên 2, truy ngược lại chốt đỏ. Nếu đây mà chúng ta suy nghĩ là sẽ tấn chốt thì mã đen sẽ tiện bề thoát ra và đang tiếp tục truy chốt. Nếu chốt tấn một chú tướng thì tướng sẽ thứ 1. Và như ta thấy với hình cờ như thế này, sau khi bên đen đã thoát được mã ra thì tất nhiên mã chốt này rất là khó để mà chiến thắng được với là mã song sĩ. Do vậy bước đi lúc trước đó là sau khi bị mã truy chốt thì chốt không có thắng một mà đi nó rất hay, đó chốt bình vừa 8 ngăn không cho con mã này có thể chuyển hai lần. Đến đây thì bên đen chỉ còn đi là mũi ở sĩ lộ 5, tại vì nếu tướng thứ 1 thì chốt tấn và mã sẽ mất ngay, và nếu mã mất thì chắc chắn là bên đen sẽ bị thua. Đại sĩ tất nhiên sẽ không thối về lộ 4 được, tại vì chốt sẽ tấn một chấp mã. Do vậy đại sĩ có thể là thối về lộ 6 hoặc là tấn lên lộ 6. Nhưng đi trường hợp nào thì cũng như vậy, giả sử như là đại sĩ tấn lên lộ 6 thì chốt lại tiếp tục tấn một truy mã, bắt mã phải nhảy về, sau đó thì lại bình vào lộ 7. Đang hâm bước tiếp theo là chốt 7 tấn một sát cục. Do vậy bước đi bắt buộc của bên đen đó là phải sĩ 4 thối về lộ 5. Đến đây thì đổ lại đi một lần, đó là tướng 5 tấn 1, sĩ 5 bắt buộc phải hạ về lộ 6. Như thấy bước đi sĩ 5 thối 6 là đứng đi bắt buộc bên đen, tại vì mã không thể bay được lộ 2 được, chốt sẽ tấn chiếu vàng mắc mã. Đổ lại tiếp tục đi sĩ 6 thối lộ 5, nước sĩ 6 thối 5 của đỏ tưởng chừng như là muốn ngừng, nhưng mà ra cục sát rất là tiến. Nếu trong trường hợp này bên đen không để ý mà đi nước sĩ 6 tấn 5 thì chắc chắn sẽ bị chết ngay, bởi lúc này mà chốt tấn một chiếu tướng, bắt tướng phải trồi lên, sau đó tiếp tục thối mã về chiếu tướng, tướng phải bình vào, sau đó lại chơi chốt 7 bình vào lộ 6. Như thấy bên đỏ đang phục mới kế tiếp sẽ là tướng 5 bình 6 để chiếu tướng sát cục, nên mình đang bắt buộc phải đánh trước nước là bằng cách di chuyển sĩ, có thể là sĩ tấn lên lộ 4 hoặc sĩ thối về lộ 6 để bước kế tiếp. Nếu mà tướng đỏ của mình ra thì sĩ 6 ra về, nhưng mà thật ra khi di chuyển sĩ thì mã này sẽ mất, và với mã chốt lục chắc chắn sẽ chiến thắng với song sĩ. Do vậy sau khi cái nước mà hạ sĩ rất là hay của đỏ thì bên đen sẽ không dám mà sĩ 6 tấn 5, mà lúc này bắt buộc chơi phải là sĩ 6 thối lượng 5. Đến đây thì đỏ lại tiếp tục chơi một lần, đó là sĩ 5 tấn 4, đen không cảnh ngộ khác bắt buộc sĩ 5 lại tấn 6. Đó là chơi tướng 6 thối 1, đen là sĩ 5, sĩ 6 hạ về lộ 5. Đỏ lại tiếp tục mã 3 thối về lộ 5, đạt một mức là chốt 7 tấn 1 chiếu sắc. Nhưng đây ta thấy thì bên đen không dám bay sĩ lên nữa, tại vì mã sẽ ăn cầu sĩ và sát cục ngay. Do vậy bên đen chỉ còn một đường duy nhất, đó là mã 4 tấn lên lộ 6. Thì đỏ tiếp tục chơi chốt tấn 1 chiếu tướng, bắt tướng phải thối 1, sau đó tiếp tục mã nhảy qua lộ 7. Ta thấy đến đây bên đen sẽ có những đường hướng như sau. Bước nhất là di chuyển mã, có thể là mã lên lộ 5 hoặc mã lên lộ 7. Còn bước thứ hai có thể là bình tướng. Ta xét là thứ nhất đó là mã tấn lên lộ 5, lúc này chốt sẽ tấn chiếu, bắt tướng phải bình vào, sau đó thì tiếp tục nhảy mã qua lộ 8. Như thấy đến đây nếu mà mã di chuyển đi chỗ khác thì tất nhiên chốt sẽ bình chiếu và sát cục ngay. Còn trường hợp còn lại đó là chiến sĩ cho hạn sĩ chống lộ 6 thì tất nhiên mã sẽ nhảy về chiếu, tướng bắt buộc phải tấn một, sau đó thì lại dịch về lộ 7 và ta thấy mã này sẽ mất và bên này chắc chắn sẽ thua cuộc. Do vậy ta xét đến trường hợp thứ hai, đó là mã 6 mà không có tấn lên lộ 5, và lúc này mã 6 tấn lên lộ 7 thì đỏ vẫn tấn chốt, bắt buộc đang phải bình tướng vào, sau đó mã 7 lại nhảy qua lộ 9, đang phục nước kế tiếp là mã 9 tấn lộ 7 và chiếu tướng sát cục. Bên này bắt buộc phải thối mã về lộ 5 để giữ. Đến đây thì đỏ chỉ cần điểm ngừng, đó là tướng tấn 1. Như thấy ở đàn chỉ còn cách là chống sĩ, hẳn như sĩ 5 tấn 6 thì mã này nhảy chiếu, bắt tướng phải tấn 1, sau đó thì lại ăn về mã. Như thấy cả trong hai trường hợp mà đen nhảy mã thì tất nhiên đều sẽ bị mất mã. Do vậy còn đường cuối cùng cho bên đen để đi, đó là tướng bình vào lộ 5.
Đến đây thì chốt 7 lại thắng 1. Và như ta thấy đến đây thì mình bắt buộc phải di chuyển mã hoặc là lùi 5 và lùi 7. Nếu lùi 5 thì mã 7 sẽ tăng 8, còn nếu lùi 7 thì mã 7 sẽ tăng 9. Và kiểu gì thì mã đen này chắc chắn sẽ mất và bên đen phải chịu thương. Nên xem đến đây, nếu bạn nào mà quan sát kỹ sẽ có thắc mắc rằng mình đi hơi bị thừa nước, có nghĩa là từ nước thứ 6 khi mà bên đỏ đã hạ sĩ thì bên đen bắt buộc phải hạ sĩ về. Thì như bước mình đã trình bày, đó có nghĩa là tăng sĩ lên, đen tiếp tục phải tăng sĩ, sau đó thì đỏ lại tiếp tục hạ tướng về, đen lại phải hạ sĩ. Đến đây nếu bạn nào quan sát kỹ thì chắc chắn sẽ cho rằng mình đi hai nước thừa thải, có nghĩa là chống sĩ sau đó thì hạ tướng. Nhưng mà thật ra hai bước đi là bước đi bắt buộc để đỏ có thể chiến thắng. Giả thử như trong trường hợp mà chúng ta không có đi bước đi là chống sĩ và hạ tướng thì lúc này chúng ta sẽ vội kéo mã về. Đến đây mã sẽ tấn lên lùi 4, thì chúng ta vẫn chiếu tướng bắt tướng phải thua 1, sau đó lại tiếp tục nhảy qua lùi 7, thì tất nhiên mã sẽ nhảy lùi 5. Nếu mà tấn tốt chiếu nữa thì tướng sẽ bình bạch. Đến đây thì mã lại nhảy qua lùi 8, giống như mình đã phân tích lúc trước. Nhưng thật ra bước này rất là khác, tại vì lúc này tướng chưa thấu xuống được thì lúc này mã sẽ tranh thủ nhảy chiếu tướng ngay. Như thấy đến đây thì tướng đỏ bắt buộc phải di chuyển khỏi lùi giữa, và bên đỏ sẽ mất đi lực lượng tấn công rất là mạnh, đó là mặt tướng. Đến đây thì bên đen chỉ cần đơn giản là nhẹ nhàng chống sĩ lên, nếu mã có nhảy chiếu thì tướng sẽ tấn 1, và bên đỏ chắc chắn là sẽ không có thể mà chiến thắng được. Nên bước đi tiên quyết của đỏ sau khi mà đen hạ sĩ về thì tất nhiên phải chống sĩ, và sau đó thì như mình đã phân tích là phải hạ tướng về để tránh trước nước là mã có thể nhảy lên lùi 6, sau đó nhảy lùi 5 và nhảy qua lùi 4 để chiếu tướng. Xem hết trường cờ ta mới thấy được là những bước tính toán rất là sâu xa của bên đỏ. Những bước đi tưởng chừng như là nước dừng, chống sĩ, hạ tướng, nhưng là những bước đi được tính toán rất là chu đáo để giúp bên đỏ có thể chiến thắng tàn cuộc này. Clip của mình hôm nay cũng xin kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.